Dạ, em xin chào tất cả quý cô dì chú bác anh chị và các bạn. Sáng sớm á, ngồi dậy á, mà đọc những cái comment của nhiều người ở trên kênh của em á, thì em cảm thấy rất là vui, hạnh phúc bởi vì có những cái comment rất là thấu hiểu và rất là đồng cảm. Nhưng bên cạnh đó em cũng cảm thấy phải nói là hay hơn cả coi hài nữa vậy, đôi khi cười té ghế luôn với những cái comment mà mình thấy, trời đất ơi, mình đọc xong mình cũng xỉu luôn vậy. Công nhận trong cuộc đời á, tôi bây giờ tôi tin luôn á, là sau khi đọc cái cuốn sách đó là Tư Duy Tích Cực, thì bên cạnh những cái tư duy tích cực á, nó có những cái tư duy thừa thãi và những cái tư duy phải nói là hết sức là tội nghiệp, bởi vì họ không biết xỉu làm sao họ lại có những suy nghĩ mà thấy là rất là mắc cười quý vị. Và những cái người này thì mình luôn luôn phát lên vũ trụ những cái thông tin là mình chỉ có thương họ thôi, thương họ, bởi vì mình thấy họ có thể là chưa có phát triển được cái tư duy thôi, mình chỉ thương, mình chả giận tí nào chăng. Cái này nhưng mà đọc cái này mới vui nữa vị. Khi mình chia sẻ về cái chuyện mà đồ ăn cũng như là những cái giá cả mà ở Việt Nam á là rất là rẻ, chẳng hạn như là rau có 10 ngàn một ký, bánh mì mười mấy ngàn một ổ, rồi hủ tiếu có 20 ngàn một tô, thì họ lại có tư duy thế này. Họ nói chính vì như vậy á, thì nó mới bèo bọt như vậy, cho nên cuộc sống nó mới thấp, cho nên là nó mới nghèo như dân các thứ. Cười quý vị, công nhận cái gì họ cũng nói được. Quý vị nghĩ đi, giá cả nó rẻ, bởi vì sao? Bởi vì mình nói đơn giản, bó rau thôi. Tại vì ở Việt Nam mình rau á là mình trồng, mình không phải nhập khẩu, thì hỏi sao không rẻ được. Cái vật liệu để làm nên một ổ bánh mì, một tô hủ tiếu, cái gì nó cũng rẻ hết. Thì bây giờ giá cả nó theo tất cả những cái vật liệu như thế mà cứ phải áp đặt bảo rằng là do rẻ như vậy thì đất nước mới nghèo, tào lao chứ không thể tưởng tượng được. Cho nên những người mà nói những câu thế này là họ đang chạy theo cái giá trị ảo, đối với họ là tiền bạc và vật chất là số 1. Thì thôi, thì cứ để họ tìm đến những nơi nào mà họ thích ứng với họ thôi. Còn tôi thì nó khác. Bây giờ tôi thấy rằng cuộc sống này, đồng tiền, vật chất không phải là cứu cánh. Có những thứ nó quan trọng hơn cả tiền bạc và vật chất. Cho nên đừng có để cả cuộc đời của mình theo hình bắt bóng, để rồi sau này đến khi mà hiểu ra được chân giá trị á, là tiền bạc và vật chất á, khi nằm xuống không có mang theo được, mà chỉ có mang theo là đó là nghiệp lực thôi, của mình thôi. Cho nên gán mà cố đi đeo bám theo vật chất và tiền bạc cho nhiều đi, không chịu buông bỏ, không chịu nhìn ra, đến khi sau này đến lúc đó mà nhìn ra được đó, hối hận không có kịp. Cho vậy em thì em sống khác người ta ở chỗ là em cần tìm những thứ nó nằm ngoài cái mà số đông khi mà qua Mỹ định cư chỉ nhìn thấy tiền bạc và vật chất thôi. Thì mỗi người một kiểu sống, mình không nói mình đúng, mình nói mình sai thôi. Ai cũng có cái đúng của họ, cho nên thì mình có cách sống riêng của mình. Đó là lý do mà em cũng không muốn tranh cãi là vậy đó quý vị. Còn em nói đây là nói cho những người hữu duyên, những người bạn, những người trên kênh của em á, biết đâu qua được những cái chia sẻ của em có thể sớm nhìn ra được vấn đề để khỏi tạo nghiệp nữa. Cho nên có một câu nói mà con bé nhà em á, bé em nhà em nói mà em rất là thích, đó là gì? Đó là cầu mong sao đến khi già đừng có đổ đốn. Cái câu này rất là hay quý vị. Tôi thấy nhiều người bắt đầu là đổ đốn rồi đó, qua những cái tư duy thầy gọi là đổ đốn đó. Em thì em lúc nào cũng sợ nhất cái chuyện đó, mong sao về già đừng đổ đốn, đừng tạo nghiệp nữa, khổ lắm. Là mời vị nghe tiếp nha. Cái thứ hai nữa đó là mình đã cho các bạn thấy rõ ràng rau là ở nhà trồng, và mình thích thì mình ra vườn mình bẻ rau muống vườn, thậm chí là không có thì qua nhà hàng xóm xin.
Họ nghĩ sao? Họ nói rằng mình mua toàn là rau rẻ ngoài chợ, ăn thì cái bệnh lâu ngày nó thấm vô rồi cũng sẽ bệnh. Nói này cho nghe cho các bạn nghe, các bạn hết hồn chơi nè. Những người mà đang có tư duy như vậy đó, nó còn nguy hiểm hơn là thức ăn nữa đó. Tại vì suy nghĩ như vậy thì mỗi ngày nó sẽ buông tập, và cuối cùng á, chính quý vị, những người có tư duy mà nó không có tích cực á, nó sẽ ngấm ngầm mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, và cuối cùng quý vị bệnh nặng hơn cả những người mà ăn uống vô đó. Bởi vì cái bệnh nó có hai loại nha, nó gọi là tâm bệnh và thân bệnh. Mà cái thân bệnh đó, nó còn dễ trị. Những cái suy nghĩ như vậy đó chính là tâm bệnh đó, mà tâm bệnh đó là chữa rất là khó, cho nên hãy buông bỏ đi thì các bạn sẽ không bị khổ sở và vất vả. Thấy thương quá. Tôi từng hay nói đùa đó là ở Mỹ thì tiếng Mỹ nó không có rành, tiếng Việt thì nó quên, cho nên có nhiều người lấy cái câu này ra phản pháo là tôi nói rằng á, chính vì ở chỗ á, tiếng Mỹ nó không rành, tiếng Việt nó quên, cho nên nó về Việt Nam nó sống là phải rồi. Dạ đúng. Không biết sao tiếng Mỹ ông không có rành. Chính vì không rành cho nên là mới thi được vô trong trường cao đẳng của Mỹ. Cũng gắng học, đến giờ vẫn còn nợ nè, trả chắc còn 1-2 tháng rồi mới xong nợ đó. Chính vì cái kiểu đó em thấy cuộc đời qua Mỹ suốt ngày cứ mắc nợ không, em quải lắm rồi các bạn. Nợ nợ cha, nợ mẹ, nợ tình cảm quê hương, nợ tình cảm người thân, và cái nợ đời mà phải trả ở kiếp này em thấy mệt lắm rồi. Cho nên em không muốn nợ thêm những cái chuyện mà qua bên Mỹ là nợ nhà, nợ cửa, nợ xe, rồi suốt cuộc đời mắc nợ, mệt lắm rồi. Cho nên thôi ai nói sao không được hết trơn, em cũng không mắc nợ nữa, cho nên là thôi về Việt Nam sống nó khỏe, trả những cái nợ căn bản thôi, nợ gia đình, nợ cha, nợ mẹ, nợ hàng xóm, nợ láng giềng đó, nợ quê hương, nợ đất nước đủ rồi, không muốn nợ thêm gì nữa hết, quải lắm rồi. Ai nói sao mặc kệ họ, không có quan tâm, chứ mất công mình lại tranh cãi với họ, mình lại nợ họ nữa, rồi đi không không được kiếp này quay lại lại bắt đầu là trả cho họ kiếp sau, phiền lắm. Cho nên thôi quý vị muốn nợ em bỏ đó, em không có tính đâu, và em không muốn mắc nợ quý vị, cho nên đó là lý do tại sao em không có tranh cãi với ai hết đó. Không tin hả? Coi video tôi đi vô trường cao đẳng đại học ở Mỹ tôi thi, tôi dẫn người ta đi thi nữa, ngu lắm không có biết tiếng Mỹ mà đi thi đậu vô cao đẳng mới lạ chứ. Chào các bạn. Sau khi mà chờ kết quả xong thì bây giờ đã có kết quả rồi đây. Đây. Cho các bạn xem. Đây nè, kết quả nè. Thì để mình nói sơ cho các bạn nghe về kết quả thì thi á, nó có hai phần các bạn, là phần tiếng Anh, là tiếng Anh nó gọi là đọc và viết, rồi thi toán. Thì bạn Ben á là đã đậu được phần toán. Coi như toán là bạn ấy đạt được cái trình độ của đại học, coi như là vô được toán, là cái toán phần lớn ở Việt Nam mình thi là toán nào điểm cao hơn ta đó. Các bạn coi nè, học thì được chuyên ngành đó. điều kiện học đại học là như vậy, thì bạn thấy nè đó, những cái trình độ tiếng Anh nè, thì mình đó thì xong rồi, mình thi cũng được kết quả như bên, thì mình đã đạt được đủ điều kiện hết, mình vô được, mình được nhận vô rồi các bạn, mình được nhận vô, mình đã học liền hay đứa khác, nhưng mình chưa học để mình chờ bên. Mình sẽ chờ bên qua xong rồi bên thi rồi mình quyết định học chung với bên luôn. Nhưng mình sẽ cố gắng, mình sẽ đưa cho bên những tài liệu để bên luyện để tiếp tục học. Tiếng Mỹ không biết đâu mà thi đậu cái lạ. Các bạn hỏi mình về Việt Nam sống thì giữa Việt Nam và Mỹ nó khác nhau làm sao? Em biết nói là sao giờ nữa? Việt Nam viết ra chữ Việt Nam, còn Mỹ là United States. Bây giờ em là người thần số học ha, thì em nói như vậy. Nếu theo thần số học thì chữ Việt Nam đó thì nó được tính ra cái chỉ số rung động là số 3, là một nơi luôn mang lại tiếng cười và sự giao thiệp. Nhưng mà về Việt Nam sống á, thì cái lời khuyên dành cho các anh chị Việt kiều của mình
hoặc những người mà hay có những tư duy tiêu cực á, là tránh những lời nói dĩ nhiên là nói tiêu cực chứ không phải là nói tích cực, rồi để sau này sẽ hối tiếc đó. Hãy mở lòng để mà lắng nghe người khác hơn là mình cứ nói. Đó là điều căn bản. Em coi trong số học nó nói vậy đó. Còn số 4 nè, United States, tôi đọc vậy đó, ai nói dốt dốt là tôi gán chịu thôi. Thì là số 4 là nơi thích hợp cho cái việc mà tự rèn luyện và tiếp thu kiến thức, là nơi mà tránh quá lỗ mãn khi giao tiếp, là nơi hãy cố giữ cái vẻ tự nhiên. Nghĩa là Mỹ là không có tự nhiên đâu, phải cố giữ vẻ tự nhiên. Đó là sách mật mã thần của học nói nha. Còn theo em á, thì quý vị hỏi Mỹ Việt Nam khác nhau sao, em biết trả lời sao, nó rất là khác. Khác dữ lắm quý vị, khác dữ lắm. Mà để nói sự khác của nó thì em nói cả 10 năm nay còn chưa hết. Bây giờ quý vị cứ đưa vấn đề đi rồi em sẽ lý giải cho, nó sẽ thấy sự khác nhau. Đó, đơn giản như hai em nói đơn giản vậy thôi nè. Về giá một bó rau muống ở Việt Nam với Mỹ nó hơi giống nhau, đều là 10 hết. Nhưng một bên là 10.000, còn bên kia 10 đô. Được chưa? Thứ hai là nhà ở Mỹ Việt Nam cũng khác nhau lắm. Ở Mỹ xây toàn là nhà gỗ không, Việt Nam mình là bê tông cốt thép. Được chưa? Ở đây tôi có thể tự hào tôi gọi là đây nhà của tôi. Bởi vì sao? Người trả đứt có nợ nào đồng nào đâu. Đâu phải trả tiền bảo hiểm nhà, trả tiền thuế đất, nhà đất mỗi năm chọc đầu đâu. Đâu có phải thuê người đi cắt cỏ xúc tiết hay là trả tiền hoa đâu. Không có tốn cái tiền đó. Nhưng mà ở Mỹ thì mang tiếng là nói chữ nhà của tôi sao mắc cỡ quá. Bởi vì sao? Nhà nào nhà của tôi, nhà của ngân hàng. Đó, đơn giản vậy thôi. Và ở đây bên Việt Nam này tôi không có tốn tiền để nuôi nhà. Còn ở Mỹ tôi tốn tiền tôi nuôi nhà cả một đời, dù cho trả pay up cái nhà rồi tôi vẫn vất vả để nuôi cái nhà đó. Cho nên nhiều khi tôi nhìn thấy điều này tôi tự nhiên tôi ớn xương sống và tôi lạnh cả người vậy. Thôi quậy lắm rồi, thôi đó, hôm nay chia sẻ nhỏ nhỏ chơi vậy thôi ha. Quý vị có thắc mắc gì cứ để lên rồi từ từ em trả lời cho. Giống gì rồi, em mới vừa trả lời xong cái video đó là có cần phải bất chấp để mà đi Mỹ định cư hay không, sau này có chừng hối không kịp đó. Đó là em nói ở góc độ cá nhân của em và ở góc độ riêng thôi nha. Còn ai nghĩ sao nghĩ thì quý vị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chia sẻ tiếp theo. Bye bye.